Theo Thương vụ Việt Nam tại Australia, trong 5 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu sơ dừa của Việt Nam vào Australia tăng là hơn 270%. Trong đó, tăng mạnh là sản phẩm sơ dừa và dầu dừa. Hiện tại thì thị trường xuất khẩu dừa xiêm chủ yếu của các doanh nghiệp là Hàn Quốc, Australia, Nhật Bản và Singapore. Đặc biệt, các sản phẩm từ dừa được ưa chuộng nhiều và có xu hướng tăng trong những năm gần đây. Bình quân dừa tươi được bán với giá là 8.000 đến 9.000 đồng một quả. Cơm dừa đang được bán với giá gần 10.000 đồng một kg. Dừa khô có giá là 75.000 đồng một chục. Còn sau chế biến, sản phẩm cơm dừa, nạo, sấy có giá trị xuất khẩu cao gấp 5 lần so với dừa trái.